Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh theo chương 12 câu 46 đến câu 50. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thương người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đến ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi và là mẹ tôi. Kính thưa Cộng đoàn, Trang tin mừng hôm nay xem chừng ra rất ngắn, nhưng lại chứa được một ý nghĩa sâu sắc. Đọc qua tin mừng, Chúng ta có cảm giác như Chúa Giêsu lãnh đạm thờ ơ với mẹ và các anh em của Ngài. Vì nếu như đặt trường hợp là một người bình thường, thì khi được người ta cho hay là có mẹ và các anh em đang tìm kiếm mình, thì việc đầu tiên trong trường hợp này là xin lỗi đám đông mà mình đang nói chuyện để ra gặp mặt mẹ cùng anh em mình. Hoặc giả nếu như câu chuyện đang nói rất quan trọng, không thể ngắt ngang được thì sẽ nhờ người khác ra nói để mẹ và các anh em biết mình đang bận và sẽ ra gặp sau. Chúa Giêsu đã cho biết về gia đình của Ngài. Gia đình này có những người thân yêu máu mủ, ruột thịt đang đứng ngoài kia. Ngài cũng có một gia đình mới đang ngồi trong này, đang chú tâm lắng nghe lời Ngài. Chúa Giêsu không coi thường hay loại bỏ gia đình ruột thịt. Nhưng Ngài cho thấy thái thấy, thấy Ngài còn có một gia đình lớn hơn nhiều. Một gia đình gồm những người rất khác nhau về nhiều mặt, nhưng lại cùng muốn thi hành ý Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Ở đây Thánh Mát Thêu lại ghi lại câu nói mà Chúa Giêsu dùng để trả lời lại cho một câu hỏi phản hồi. Ai là anh em tôi? Ai là mẹ tôi? liền sau câu hỏi đó ngài trả lời luôn đây là mẹ tôi đây là anh em tôi vì phàm những ai thi hành ý muốn của cha tôi đến ngự trên trời người ấy là anh chị em tôi là mẹ tôi như vậy qua câu trả lời trên của chúa giêsu chúng ta thấy rõ ràng rằng ngài muốn nói lên việc thi hành thánh ý của chúa cha là quan trọng và là tiền đề then chốt cho việc trở thành anh em và là mẹ của ngài. Và mối quan hệ huyết thống tâm linh này còn cao trọng hơn nhiều so với mối quan hệ huyết thống bình thường trần gian. Đọc Tin Mừng. Chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu luôn dùng những sự việc xảy ra trong hiện tại để hướng tâm hồn người nghe lên tầm cao hơn đơn cử vài ví dụ. Chẳng hạn như lần kia có kẻ đến thương người rằng lạy thầy nhân lành phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Thì ngay lập tức Ngài nói với anh ta Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Mắc cô chương 10 câu 8 qua câu nói trên thì Chúa Giêsu đã mượn sự việc đó để đưa suy nghĩ của anh ta hướng về Thiên Chúa. Cho anh thấy biết rằng có một mình đấng toàn năng và thánh thiện đang ngự trên trời. Một lần khác, khi người ta đang hỏi Ngài về có nên nộp thuế thì cho nhà vua không, thì sau khi Ngài xem ảnh trên đồng tiền, <laughs> <Đèn. cười> Ngài liền trả lời, hãy trả về cho xê gia những gì thuộc về xê gia và hãy trả cho thiên chúa những gì thuộc về thiên chúa mát theo chương 22 câu 21. như vậy qua câu trả lời này thì ngài muốn hướng tâm hồn người nghe lên một tầm cao hơn đó là hãy trả lại cho thiên chúa những gì thuộc về ngài đó là phải biết kính sợ tôn thờ thiên chúa và tất cả những ai đã được tạo dựng và Chúa chính là đấng tạo dựng thật an bài mọi sự trong vũ trụ này. Một lần khác khi các môn đệ tranh cãi nhau xem trong các ông ai là người cao trọng và là người quyền hành nhất. Biết Đức Giêsu liền gọi các ông lại và đưa suy nghĩ của các ông lên làm tầm cao hơn. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Mác-cô chương 8 câu 35. Còn hôm nay một lần nữa ngài hướng tâm hồn đám đông về thiên chúa cha. Và xác quyết rằng những ai thi hành ý muốn của người thì kẻ ấy là những người có mối tương quan huyết thống với ngài. Đồng thời ngài cũng giới thiệu về Đức Mẹ. Và các môn đệ của ngài là những người luôn sống trong sự hy thành ý Chúa Cha. Chúng ta thấy trải qua cuộc đời của mẹ Maria mẹ maria chính là mẫu gương luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng đáp trả lời chúa chúng ta thấy với tất cả mọi biến cố đau buồn trong cuộc sống vui hay buồn sướng hay khổ mẹ maria vẫn luôn luôn lắng nghe lời chúa mẹ chính là cái mẫu gương cho mỗi người chúng ta Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là con cái của mẹ. Chúng ta có lắng nghe lời Chúa và chúng ta có thi hành lời Chúa như mẹ hay không? Ngay cả Chúa Giêsu xu Chúa Giêsu còn vâng lời Chúa cha cơ mà. Và mỗi người chúng ta chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời là phải biết chạy đến với Chúa và mẹ. Như là người thân thương của nhân loại. Mỗi người chúng ta hãy đón nhận người khác như người anh chị em mình trong cùng một gia đình của Chúa. Lời Chúa chúng ta luôn được nghe nhưng còn hiểu được lời của Ngài, đồng thời mang ra thi hành, thì chúng ta cần đến sự soi sáng, sự hướng dẫn, sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đến mà trước khi về trời, Chúa Giêsu đã xứa sai Ngài đến để bảo vệ trợ giúp chúng ta. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta được diễm phúc là anh chị em với Chúa, thì phải biết chăm lo thi hành thánh ý của Chúa Cha. Và ý muốn của Chúa Cha là Chúa muốn mọi người được ân cứu độ và vì thế chúng ta càng lưu tâm chăm lo thánh hóa bản thân mình và thánh hóa tha nhân thì chúng ta càng thuộc về gia đình của Thiên Chúa hơn. Chúa Giêsu đã mở rộng ra tương quan của Ngài với những người khác là anh chị em của Ngài. Đó chính là những người nghe và giữ lời của Chúa. Đó là điều hết sức quan trọng trong cuộc đời. Chúng ta có muốn trở thành anh chị em bà con thân thuộc người thân của Ngài hay không? Nếu muốn, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa và thi hành, chứ đừng nói suông. Ngày hôm nay chúng ta thấy có một cái tình trạng rất là bi đát là nhiều người thích nghe lời Chúa lắm. Hở chút là lời Chúa, lời Chúa đem lời Chúa ra hù dọa người khác. Thậm chí xin lỗi trên cái Facebook của mình toàn là post lời Chúa không à. Nhưng mà thực tế đó cuộc sống nó lại khác. Nó lại mang một cái gì đó kiêu ngạo. Rằng là giống như là người đó yêu mến lời Chúa. Yêu mến là một chuyện. Nhưng mà có sống và có thực hành lời Chúa trong cuộc đời của mình hay không là chuyện khác. Có một người hỏi cha ơi, con thì con thấy là cái chuyện mà rước lễ trên trên miệng là đúng là chuẩn chứ không phải rước lễ trên tay. Sai. Rồi dẫn chứng có một đức cha nào, đức hồng y nào đó là đề nghị rằng cho rước lễ trên miệng. Cái chuyện mà hội thánh mời gọi chúng ta, cũng như luật hội thánh, cũng như những cái chỉ dẫn của hội thánh thì chúng ta cứ làm theo đi. Có những người tự cao tự đại giống như mình là cái người giỏi lắm. Mình phải đòi rước lễ trên miệng cơ. Khác người mới chịu. Và phải chăng đó là những con người mặc lấy trong mình một cái sự kiêu ngạo. Ta đây là nhất, ta đây là đúng. Còn các cha làm sai. Những người khác là làm sai. Thường thường những người đó hay quy tất cả về mình. Coi như mình là trung tâm điểm của vũ trụ. Mình là cái rốn của vũ trụ. Xin lỗi mới học được chút lời Chúa, biết được chút lời Chúa huynh hoang đi khoe tùm lum là la hết á chúng ta thấy mẹ Maria đâu có khoe đâu mẹ Maria sống lời Chúa hàng suy đi là nghĩ lại lời Chúa trong lòng nhiều khi chúng ta đi theo nhóm thánh kinh nhóm lời Chúa chúng ta học được chút xíu chúng ta tưởng là hay lắm nhưng mà thật sự học là một chuyện nhưng mà có áp dụng cái lời Chúa mà chúng ta học chúng ta biết cái trong cuộc đời hay không đó lại là chuyện khác giữa cái miệng và cái tay nó có một cái khoảng cách rất xa giữa cái đọc, cái hiểu lời Chúa và cái áp dụng trong lời sống là một cái khoảng cách rất xa. Và chính mẹ Maria đã sống và suy nghĩ lời Chúa và đã thực hành lời Chúa trong cuộc đời. Chính vì thế, mẹ là mẹ của Chúa Giêsu Các môn đệ lắng nghe lời Chúa và thi hành thì các môn đệ chính là anh em của Chúa Giêsu Chỉ có một con đường duy nhất là nghe và giữ lời Thiên Chúa mới là người thân thuộc của Thiên Chúa. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta. Để ngày mỗi ngày chúng ta đọc lời Chúa, tốn ta suy niệm lời Chúa và đặc biệt chúng ta sống lời chúa trong cuộc đời của chúng ta đừng nói suông nữa nhiều khi nói nhiều quá mà không sống xấu hổ lắm